Hùng Rô Kiêu Ngạo. Tiếp tục với các câu đố xếp hạng nhất nè. Đầm gì rộng nhất? Đầm sen. Quả to nhất là quả gì? Quả đất. Nước lạnh nhất là nước nào? Nước đá. Chợ gì có nhiều người bệnh nhất? Chợ Rẫy. Xe nào người ta ít muốn đi nhất? Xe tù. Con gì uống được nhiều nước nhất? Con sông. Nhà lớn nhất là nhà nào? Nhà nước. Áo nào con người ta sợ mặc nhất? Áo quan. Mẹ nào con nít sợ nhất? Mẹ mìn. Hoa nào đẹp nhất? Hoa hậu. Ma gì người ta dễ thấy nhất? Ma sơ. Cầu nhiều màu nhất là cầu nào? Cầu vồng.